xanh, xanh xanh trời mây. Ông sáu, ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ 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 hơ. Hò hơ 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 hơ. Chân trước, chân sau, sang trái, sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu, cô hai, ông hai, bà bảy, bà tám, ông mười, cậu Út phương Nam. Rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hài phương Nam vui lắm mà nghe. Cái điện thoại của em xin coi, sao mà nó cứ lâu lâu nó cứ bị tắt phục một cái á. Sáng em đang lướt phay luôn á, mặn làm cái cục hứng ghê. Ủa, điện thoại này mua ở nào hả? Nè, uống miếng nước đi. Thôi, điện thoại hả, em mua lâu lắc lâu lơ rồi. Trời đất ơi, cái này để coi. Trời ơi, cái này là cái lúc mà nó sản xuất ra là cái lúc mà tôi mới vô nghề luôn á. Bây giờ tôi làm nghề gần 10 năm mà vẫn còn xài này hả? Chắc nó bị lỗi hệ điều hành nè, không có cập nhật tới cho nên nó hay bị lắc đúng không? Nói mắc cỡ quá à, thiệt luôn á. Thôi anh coi anh sửa giùm em đi nha. Trời ơi, thời buổi này còn xài cái này nữa, sao không mua điện thoại mới đi? Cái này nó hay yếu lắm, bây giờ nó qua cái thời này rồi nó lắc dữ lắm. Trời đất ơi, nói tới điện thoại nó là một câu chuyện dài của gia đình em luôn đó anh. Sao vậy? Thôi đừng nói nữa, em rầu ông chồng em lắm. Em nói ông mua điện thoại hoài cho em luôn, mất cằn nhằn hoài. Nhiều khi kinh tế khó khăn thì nhưng mà cũng phải mua một cái gì đó nên nó mới một chút chứ. Hay là ông không chịu mua hay sao? Thì ai biết ổng. Mỗi lần mà em cứ nói ổng mua điện thoại là ổng cứ kêu thôi phải tiết kiệm, rồi để tiền đó lo cho con, cho cái. Nó không có quan trọng, nó không có cần thiết. Em thấy em mệt, nhưng mà em nói anh nghe. Nhưng mà anh thấy em cũng đi hát mà. Đâu, 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 đâu. Bây giờ nói nè, em thiệt, em mới có cơ hội em thổ lộ, em tâm sự với anh nè. Anh biết không, em đi hát, em gặp biết bao nhiêu người mà thiệt, trời ơi, mỗi lần mà có ai gọi điện thoại tới, em mắc cỡ lắm luôn á. Em phải cầm cái điện thoại em lén ra ngoài em nghe. Ôi, em phải giáo giác em nhìn xung quanh coi có ai nhìn điện thoại em không. Chứ anh thấy không, em đi hát nha, em mặc đồ đẹp, em trang điểm lên, nhìn em cũng lộng lẫy lắm chứ bộ. Mà xong nó trời ơi, nhìn cái điện thoại. Trời ơi, thiệt luôn. Mà chồng em không có hiểu. Nghe nói thấy cũng tội nghiệp quá. Còn anh sửa điện thoại thôi, đâu có cần phải sạc điện thoại xịn đâu. Nhưng mà nhiều khi khách á, họ qua đây họ nhờ mình sửa cái mình thấy mình có cái này cái kia rồi này đó, họ tin tưởng mình. Họ mới giao nó, cái là cái tính chất công việc. Giống như em nè, anh thấy là chồng em hơi quá đáng á. Bây giờ ca sĩ mà mình phải mặc đồ đẹp đồ các cái, mình xài điện thoại ấy chứ, thời buổi này còn xài điện thoại của Bắc này sao được. Sao em không tự lấy tiền của em đi diễn đó rồi em mua. Trời ơi, em mà tự lấy tiền của em nữa là nhà có chuyện luôn á. Anh cũng biết miệng ông chồng em rồi, đụng cái gì là cũng la bài hải lên cả xóm, cả làng ai cũng nghe, anh không biết hả? Là bây giờ là bắt buộc là thích cái gì em phải chiều cái đó vậy đó hả? Thì cũng không hẳn là chiều, thì nói chung là vợ chồng với nhau thì mình sống là nhiều khi em cũng phải hiểu tính chồng em cũng phải nhường nhịn ổng. Nhưng mà xin xỏ ổng, nói chung là mỗi lần muốn xin mua cái gì là khó khăn lắm. Em làm em kiếm tiền vậy, em có tiền về là em cũng đưa cho ổng vậy thôi, chứ còn để mà mua này trộn mà ổng biết thì chắc em chết. Nhưng mà anh thấy bây giờ là nam nữ bình đẳng rồi, bình đẳng vợ chồng với nhau, phải không? Nam quyền thì bây giờ là nữ quyền. Thì mình cái gì mình thấy cần thiết, cái gì hợp lý á, thì mình cứ việc làm. Chứ đâu phải là nhịn là cũng đúng. Nhưng mà đâu phải là nhịn hoài được. Em là phụ nữ, em đã tự lập được, tự kiếm tiền được. Em cũng lo cho chồng em, thì mình phải lo cho bản thân mình chứ, có gì đâu mình phải ngại. Sao nói thấy cũng thấy có lý ha. Nhưng mà bây giờ em hỏi này, nếu như em không nhịn chồng em mà nhà không ai nhịn thì ồn ào thì biết làm sao vậy? Không phải là anh nói vậy để cho em cãi lộn với chồng em rồi gia đình lục đục. Nhưng mà cái gì em đúng là phải đúng. Còn cái gì ổng đúng thì em nghe. Còn cái gì em thấy trái quấy quá thì em phải nói lại chứ. Chứ bây giờ tự nhiên em cứ im lặng hoài. Bây giờ anh nói nè, nói lại một lần nữa. Bây giờ thời buổi này nam nữ bình đẳng. Con gái có quyền của con gái, con trai có quyền của con trai, chồng có quyền của chồng, vợ có quyền của vợ. Cái nào đúng thì mình phải nghe. Nếu vậy á, là bây giờ là em làm ra tiền nè, mà em muốn mua một cái điện thoại mới mà em xin ổng không cho, thì em phải nói với ổng là bây giờ là bình đẳng rồi, đúng không? Đúng rồi. Là em làm ra tiền, mà cái điện thoại nó không có bao nhiêu đâu, đúng không ta? Đúng rồi.
sao em nghe nó cũng hợp lý á ha. Nào giờ là em toàn nghe lời ổng không luôn á. Nè em nói nè, cái này là cái gì á của anh, sao nhìn nó đẹp quá, nó lạ lạ. Ê, cái này nè, có bộ hiện đại quá hả? Nè em thấy không? Rõ ràng không? Đâu có dây nhợ vậy đâu. Nhưng mà cái này kết nối với cái này. Bây giờ anh để ở đây anh bấm đúng không? Bình thường em thấy cái máy tính hồi xưa là nó phải có một cọng dây nối vô đúng không? Còn bây giờ cái này anh để ở đây anh bấm, anh để xuống đây anh bấm, hay là anh để qua đây anh bấm luôn, nó vẫn kết nối. Nè em thấy nó chạy chữ không? Trời ơi. Thấy không? Có nghĩa là bây giờ mình thích cái gì thì mình đầu tư cái đó. Cái gì nó liên quan đến nhau, mình cứ việc đầu tư miễn sao nó tốt thôi. Giống như bản thân em nè. Em thích cái gì, em cần đầu tư cái gì thì em cứ việc làm, miễn sao nó phụ giúp cho mình, nó làm tốt cho bản thân mình, công việc của mình là được. Bây giờ em phải dùng lên, hiểu không? Em phải làm được những cái gì mà mình thích. Em hiểu rồi. Bây giờ em sẽ quyết định về nhà em đòi chồng em mua cho em điện thoại mới. Em phải dùng lên. Dùng lên. Đây. Bún bò này ngon quá em. Rượu tới nè, khuyến mãi cho anh luôn, dĩa trái cây. Trời ơi, sướng quá. Ai da. Dữ nha. Rượu thơm nha, rượu thơm rồi nha. Dữ à, hôm nay ăn sáng xong rồi còn uống rượu nữa. Đâu, đâu phải bữa nay đâu, thỉnh thoảng mà. Thỉnh thoảng gì, em thấy anh uống hoài luôn á. Sao, sao, sao? Sao trời ơi. Hả? Cái hậu nó quá đã luôn. Ngon không? Ngon. Cái này em lấy đâu mà ngon quá vậy? Trời ơi, em lấy tua trên thị trấn á. Rượu bà điểm đó nha. Xuất sắc. Chứ sao? Trời ơi, cái này mà tao nói hả? Giờ này á mà mình ăn sáng xong mà mình còn làm chừng sĩ thôi, đừng làm nhiều. Đó là bảo đảm thôi, cuộc đời nó phơi phới liền à. Nhưng mà anh uống ít thôi, em thấy hả, anh ngày nào cũng uống trơn á. Anh đâu phải ghiền nhậu, mà là anh ghiền không khí ngồi nhậu, em hiểu không? Tao nói nếu mà mình mà ngồi nhậu á, mà mình được nói chuyện á với bạn bè là khác. Còn anh được ngồi nói chuyện với em mà một cô gái dễ thương vậy đó, anh lại khác, đúng không? Nó mỗi thứ nó lại khác nhau. Mình gặp bạn bè để mình bàn câu chuyện làm ăn, mình cũng uống. Mình gặp người đẹp, mình cũng uống. Mình gặp người mà không ưa, mình cũng uống, nhưng mà uống ít thôi. Nhưng mà sao em thấy á, đàn ông con trai ai cũng thích uống rượu hết trơn á. Trời, em nói làm sao chứ, đàn bà con gái tao uống đầy chứ mà. Ai? Em nói gì vậy, tao nói uống đầy. Thì không, em thấy không có thấy ai uống rồi nha. Con gái là ít ai uống rượu lắm à. Em nói vậy là em không biết rồi đó. Đây nè, bữa nào em đi theo anh đi ra ngoài thị trấn đi nha. Trời đất ơi, mấy bữa anh ra cái chỗ lẩu dê mà ba con ếch á. Lẩu dê mà ba con ếch, nghe ghê không? Đó, lẩu dê bằng ếch á. Em ra ngoài đó em ngồi em ăn chung với anh, em thấy là tao nói trời ơi, đàn bà con gái ngồi nhậu đầy. Mà đàn bà không nhậu thôi nha, mà hễ mà ngồi nhậu á mà chịu uống rồi á, kể như là đàn ông xanh máu mặt luôn, không uống lại. Thì không. Trời ơi. Em thấy phụ nữ đàn bà mà ngồi uống rượu là kỳ lắm. Em thấy con Tuyền mập không? Tuyền mập nhỏ sống trên hả? Con nhỏ sống trên mà nó hay vô trong đây, nó thích cái thằng quỷ thằng Danh trong này nè, thằng Danh nó làm điện đó. Đó. Sao? Trời đất ơi, sao con đó nó uống thôi trời đất ơi. Uống rượu luôn. Anh nói em rượu với bia nó uống một lần là tiễn ít nhất là phải cỡ 6 thằng đi lượt. Anh nói nghe nè, con gái đàn bà mà uống rượu cỡ đó là không sợ người ta đánh giá hả? Đánh giá cái gì, thời buổi này thời buổi gì mà đánh giá? Em nên nhớ thời buổi này là thời buổi văn minh hiện đại, thấy không? Chẳng những người đàn ông hiện đại mà người phụ nữ cũng phải hiện đại. Đó, quan trọng là gì? Cái này là mối bình đẳng với nhau. Không còn cái vụ mà đàn ông ngồi nhậu mà phụ nữ là phải đứng chầu trực trời đó. Bây giờ là không còn cái chuyện đó nữa, thấy không? Bây giờ là nam nữ có thể ngồi nhậu nhau đó. Đây bây giờ nè. Thôi, uống chung không được, em vô coi có cái ly nào, cái chung nào khác nữa không? Lấy thêm cái chung ra đây ngồi. Lấy thêm cho anh cái nữa. Lấy ra đây. Anh sẽ cho em thấy được cái mùi vị của rượu á, là nó trời ơi, nó hấp dẫn lắm. Đây. Bây giờ mới tập phải không? Chút thôi. Ủa chị vậy, anh làm gì vậy? Em uống miếng đi. Thôi sao em uống được? Anh nó uống được là uống được. Thôi em không dám uống đâu, uống người ta đánh giá anh chết à. Trời em nói sao vậy? Con lon vợ thằng Huy á. Con lon vợ thằng Huy á, em biết không? Trời biết. Đó, rồi, trời rồi. Con nó nhỏ con mình uống như quỷ luôn á. Thiệt luôn hả? Trời ơi, anh thấy rồi. Nó nhỏ con mình uống cho thằng Huy mình chạy trốn luôn mà. Trời. Bây giờ nè, em nghe là anh nhấp môi nhẹ cái. Ôi. Mới đầu tiên là chưa biết gì phải không? Là cầm lên hửi nhẹ, sau đó là
em nhấp nhẹ để một ngụm vô nhẹ cái chỗ đầu lưỡi, em sẽ thấy bắt đầu là nó nóng nóng đầu lưỡi, xong em nuốt vô cái đầu nó nóng từ ngay chỗ lưỡi xong vô tới tuốt cuống họng, cuống họng xong bắt đầu chạy xuống bao tử, bao tử nó chạy qua ruột non nó dằn xuống ruột da xong đẩy ngược lên lại bao tử đó. Ủa đi anh diễn tả em không dám uống luôn á. Đây coi nè, nhiêu đây gì đây nè. Trời ơi. Đó thấy chưa? Trời ơi. Thấy ghê chưa? Nhưng mà cái mùi em nghe là em uống không có được rồi đó. Nghe rồi đây. Cầm lên, thử nhẹ thôi, đừng có thử kiểu đó. Thử là phải thử nứt nè. Nhẹ thôi, hất nhẹ là đó, thoáng thôi. Bây giờ như này em đừng có thử nữa, em chỉ cần cầm lên em nhấp môi nhẹ một cái thôi. Mà quan trọng là nhậu vậy không phải là có hại sức khỏe đâu nha, mình uống vừa phải thôi. Mình uống vừa phải thôi, không phải là ngày nào mình cũng uống đâu. Nếu mà ngày nào cũng uống thì chắc chắn là sẽ bệnh, em hiểu không? Còn là này uống vừa phải thôi, mà vừa giúp mình đó. Thứ nhất là gì? Nó dễ tiêu hóa. Thứ hai phải không là... đó? Trời đất ơi, anh là dân nhậu mà. Anh nhậu nay biết bao nhiêu năm rồi. Đây nè, em uống như vậy nè, rồi xong đến sau đó là em sẽ có bạn bè nhiều. Mà bạn bè là gì? Giúp cho mình làm ăn. Ông bà mình nói câu này hay lắm nè, giàu là nhờ bạn mà sang là nhờ vợ. Hiểu chưa? Hiểu không? Giàu nhờ bạn thì có nghĩa là em nhậu em có bạn bè nhiều, rồi người ta có tạo cơ hội cho em làm ăn. Ý anh nói là phụ nữ là cũng phải biết nhậu chút chút đúng không? Chút chút thì nó mới hiện đại. Đúng rồi. Rồi mình biết nhậu chút chút á, mình đi gặp gỡ người này người kia là mình có mối quan hệ. Là từ đó là giúp cho công việc của em cũng thăng tiến hơn đúng không? Đó. Em đừng bao giờ suy nghĩ là phụ nữ mà bên Tây người ta uống nhìn có được, còn phụ nữ bên mình là uống nhìn thấy nó kỳ kỳ. Không có. Tây ta như nhau hết trơn á, Nam Bắc gì chung gì đầy đủ là coi như nhau hết. Em hiểu không? Cứ việc uống, anh nói em là một người phụ nữ hiện đại là cứ việc phải bình đẳng. Đó. Uống đi nha. Vậy à, giờ em muốn thử nha. Nè, mùi xíu thôi á. Cụm ra rồi. Lấy bình thử. Em ơi, em ơi. Em đây, em đây, em đây. Cái gì vậy? Ủa về rồi đó hả? Ờ. Không, 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 không. Nói nghe. Sẵn ngồi xuống, uống với em một ly. Trời ơi, nè. Dễ gì mà hai vợ chồng mình đâu có bao giờ ngồi nhậu với nhau đâu đúng không? Đi, hôm nay ngồi uống với em một ly. Để chọn ha. Trời ơi, ngon quá. Cái khu mực này em mua nhà bà Tư là ngon quá, trời ngon. Em biết nhậu hồi nào vậy? Em biết nhậu hồi nào? Thì em đang tập nhậu. Khoan, ai chỉ cho em nhậu, ai chỉ? Trời ơi, chồng biết gì hết. Bây giờ làm người phụ nữ hiện đại là ai cũng nhậu hết á. Sao đúng được? Sao không được? Trời ơi, đàn ông mà bây giờ á, làm được cái gì là phụ nữ cũng làm được cái đó. Đàn ông uống rượu là phụ nữ cũng uống rượu, gì dịch đâu. Dịch ơi, khoan. Nhưng mà hồi đó giờ em có uống đâu? Thì bây giờ em uống chứ có gì đâu mà anh nhìn anh cứ rối lên vậy. Trời ơi là trời, cái gì kỳ vậy? Cái gì kỳ? Trời ơi, người ta nói rồi, ăn đi uống miếng nè. Trời ơi, vô đi. Vô. Nhưng mà bây giờ đi, cơm đi. Nước anh có chưa, sao tự nhiên cái em ngon nhập. Bây giờ anh hỏi em nè, tại sao em lại phải nhậu? Ai? Em buồn cái gì? Em nói đi. Tía má là em phải không? Em không có buồn cái gì hết, nhưng mà em nói với chồng nghe, bây giờ là thời đại là 4.0 rồi. Phụ nữ hiện đại là phải biết nhậu, đúng không? Đàn ông mà nhậu được là phụ nữ cũng phải nhậu được. Đó, anh thấy hôm nay em uống không? Trời ơi, anh thấy em làm phụ nữ hiện đại không? Đó, nên phải thể hiện cá tính của mình, nó mới sành điệu. Thôi, không sành điệu gì chứ á. Đàn ông người ta nhậu là tại vì người ta phải giao tiếp, lịch thiệp. Rồi người ta còn phải công ăn, việc làm, hay là bạn bè, lâu lâu rồi gặp mặt, rồi giao lưu này nọ. Trời ơi, đàn bà mà nhậu cái gì? Mặc dù là anh thấy rõ ràng á, là có những nơi á, mình tới mình thấy có đàn bà nhậu đàng hoàng. Nhưng mà đâu phải là nhậu là riêng em. Anh vừa nói gì? Đàn bà nhậu. Anh vừa nói là anh thấy đàn bà nhậu đúng không? Ừ. Trời, thì đó, anh thấy không? Bởi em nhậu là đúng rồi. Ê, đừng cản em nữa, đừng cản em chồng. Trời. Thôi bây giờ nha nè. Đây. Tại sao em lại phải uống rượu, nói anh nghe coi. Trời ơi, chồng tôi bữa nay sao á, tôi nói nãy giờ tôi uống tôi không xỉn mà không xỉn hay sao luôn á. Em đã nói rồi, em không có buồn cái chuyện gì hết, mà chỉ đơn giản là bữa nay em muốn em là một người phụ nữ hiện đại, em muốn thể hiện cá tính của mình đó, thấy không? Bây giờ anh đó ngày nào cũng đi nhậu hết thì bữa nay em nhậu có vấn đề gì đâu. Hiện đại. Ừ. Cá tính. Đúng rồi. Sành điệu. Ừ. Ủa nhưng mà để làm gì?
Trời ơi, thì để mình đi ra đường làm với người ta nhìn vô mình là người ta thấy mình, à, mình là một người phụ nữ rất hiện đại chứ không phải là quê mùa. Thôi trời, anh nói em nhậu vậy không được đâu, nhậu vậy là nguy hiểm lắm đó, hại tới sức khỏe đó. Thôi bây giờ anh năn nỉ em thôi, em đừng nhậu nữa nghe. Rồi thí dụ như em không thích anh nhậu thì để mai mốt là khi nào mà chỉ là tiên tùng gì mà quan trọng nhất anh nhậu. Không, bây giờ em quyết định rồi, em phải tập nhậu. Phụ nữ hiện đại mà, đúng không? Bây giờ em phải nhậu được. Em ở nhà em nhậu với chồng, chồng không đi đâu, chồng ở nhà chồng nhậu với em. Vậy là hai vợ chồng mình nhậu với nhau. Trời ơi, vậy là sao? Tụi bay chưa có con phải không? Dạ chưa. Chưa có con là tụi bay thi không có được. Ủa sao kỳ chú hai? Tại vì vợ chồng con là có kế hoạch. Không được, người ta thi này là ta thi gia đình trẻ. Đó, gia đình trẻ, gia đình là phải có con. Còn tụi bay chưa có con thì chưa có gọi là gia đình, chưa có đi thi trên nguyện được. Ủa sao có thấy ngộ vậy? Gia đình trẻ, tụi con cũng còn trẻ mà đã già đâu chú. Dạ đây, cà phê của chú hai. Nhưng mà phải có con. Trà đá của chị. Ừ. Vậy là không được thì hả chú hai? Không được rồi, tụi bay không có thi được. Chú hai. Gì? Vậy gia đình con thi được không chú hai? Gia đình con có con với má con á. Con với má con cũng không được luôn. Ủa sao vậy chú? Gia đình ta phải ba người á, thì mới là gọi là gia đình. Ở gia đình ví dụ mà mình ta phải có gà trống gà mái rồi đẻ ra gà con. Bây giờ tự nhiên nhà mày có gà mái đẻ ra gà mái con nữa, còn gà trống đâu? Không phải, tại đó giờ gia đình con có má con với con à. Chú bởi hai. Vậy không được. Con thấy chú hai sao nói người ta thay đổi cái tiêu chí được không? Dạ. Chứ sao thấy ngộ ghê luôn á. Gia đình thì nó phải là có người như vậy là gia đình rồi chứ làm gì đâu mà tự dưng gia đình như chú hai nó kỳ quá luôn á. Sao kỳ? Cái quy định của người ta vậy rồi. Trời. Tao chữ gấp sao tao thay đổi được? Tao quy định gia đình là phải có chồng, có con. Đó thì tao mới gọi là gia đình. Thí dụ tụi bay bây giờ có đứa con thì tao kêu gia đình trẻ. Thì đi thi gia đình trẻ trên huyện. Còn tụi bay tự nhiên có hai chồng con, ai nói ai mà cho tụi bay là gia đình? Mày, con này tự nhiên rồi có hai mẹ con cũng gia đình. Đâu được ai hai gà mái sao gia đình được, phải có gà trống chứ. Trời ơi, thôi con chịu thua chú hai luôn rồi đó. Thôi. Quan niệm kỳ quá à. Làm việc bây giờ phải đâu ra đó chứ không có tình cảm được. Thôi không? Thì không được thì thôi, không thi cũng không sao. Tình cảm cá nhân được làm cái gì vậy đó. Mình phải cho nó đâu cho ra đó cho nó công bằng. Dạ. Chú hai uống cà phê đi, coi cà phê con pha ngon không. Uống cà phê mà sao nghe mùi cà phê nghe mùi gì vậy? Mùi gì chú? Ủa? Hai cà phê con. Mùi cà phê mà. Ủa mùi gì chú? Mùi gì nãy chú? Giờ tao thấy hai bay xà lại tao nghe có cái mùi gì lạ lạ nha. Mùi gì ta? Quán con đâu có mùi gì ta. Sao mà không có? Rồi. Dạ. Con này nhậu phải không? Nghe mùi rượu bia, nghe mùi thuốc lá nè. Nhậu phải không? Ơi. Kỳ quá đâu có. Trời ơi con làm gì nhậu không có. Không nha, nghe mùi nha. Nghe mùi rõ ràng. Mùi nặng lắm luôn á. Mùi nặng thì, mà. Trời ơi thì con có uống một chút xíu rượu à. Còn bà nữa nè. Còn xào với tôi hả? Cái mùi y chang tôi luôn à. Nãy giờ tôi không lên tiếng, tôi còn bị đặt nói tôi uống nữa. Hồi nãy là con có nhắm chút xíu thôi à, chứ đâu uống nhiều. Nói tóm lại hai đứa nhậu với gì? Dạ đâu có, uống có một xíu. Tao nói mày nửa tiếu cũng không được, đừng nói tiếu. Bà con gái công ôn dung hạnh, ai đâu mà ngồi tụ tập ăn nhậu với đàn ông con trai trong đó. Chú nói vậy sao được, bây giờ là bình đẳng hết trơn rồi. Rồi bây giờ đàn ông con trai nhậu được hút thuốc được thì đàn bà con gái cũng nhậu được cũng hút thuốc được. Đúng vậy rồi. Vậy mới là bình đẳng đó chú hai. Dạ vậy mới là người phụ nữ hiện đại. À vậy là tụi bay thấy đàn ông con trai nó nhậu nó hút thuốc tụi bay làm theo y vậy phải không? Con thấy thời đại bây giờ là bình đẳng hiện đại, là đàn ông làm cái gì là phụ nữ cũng làm được cái đó. Uống rượu được là phụ nữ cũng uống rượu được, hút thuốc là phụ nữ hút luôn. Dạ. Bậy rồi. Cái đó tụi bay nghĩ vậy là sai rồi, không có đúng. Cái đó đàn ông á thì nó được, còn người phụ nữ đó là bình đẳng. Ví dụ như là phải sạch sẽ nè, nhà cửa phải tươm tất nè, phải thơm tho nè, rồi chăm sóc cho chồng cho con nè, rồi chẳng những đi làm việc đó. Cái bình đẳng đó là đàn ông làm được việc gì là đàn bà làm được việc đó. Thí dụ ta làm giám đốc nè, làm công ty nè, kinh doanh nè đó, thì phụ nữ vẫn làm cái đó được, rồi gọi là bình đẳng. Chứ đâu phải bình đẳng là cái nhậu của phụ nữ đâu.
đâu phải cái hút thuốc là của phụ nữ đâu. Bậy quá rồi. Dạ thì bữa nay á, khi mà tụi con nghe chú Hai nói vậy á, tụi con mới nhìn nhận ra được vấn đề bình đẳng là sao. Chứ mấy bữa tụi con đâu có biết đâu, uống rượu xíu xíu à. Nhưng mà bữa nay nghe chú Hai nói vậy rồi á, hai tụi con sẽ quyết định. Ừ. Nghe lời chú Hai. Cảm ơn chú Hai. Không kinh nghiệm nha. Dạ. Mai mốt ngồi gần phụ nữ là phải thơm phức nha, không có hổ dạ. Nha. Dạ. Phương Nam vui bao câu ca, hàng dừa xanh 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 trời mây, ông sáu ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ chân trước chân sau sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu cô hai ông hai bà bảy bà tám ông mười cậu út phương nam rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hai phương nam vui lắm à nghe.